cái nhà là nhà của ta, mua bán qua cô Anna, muốn mua cái nhà cho Kha, Anna Real Estate đây mà. Kiều Mỹ Dương kính chào quý khán thính giả của chương trình Cái Nhà Là Nhà Của Ta. Kính chúc quý khán thính giả sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Cần một căn nhà để ở, đến ngay Anna Real Estate, điện thoại 714-636-2299. Văn phòng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, một năm 365 ngày. Kính chúc quý thính giả sức khỏe và quý vị nên làm chủ nhà, quý vị nhé. Những người trẻ mới ra trường có bằng đại học, dành dụm để mua nhà. Mua nhà lần đầu tiên để ở thì có được nhiều ưu tiên, chẳng hạn như tiền lời tương đối thấp hoặc là dễ dàng hơn, có thể mượn qua chương trình của FSA của chính phủ là chỉ đau 3.5 mà thôi. Ở văn phòng Anna Funding có nhiều chương trình thích hợp với túi tiền cho những người làm cơ chủ những cơ sở thương mại hoặc là những người mua nhà mới ra trường, có công ăn việc làm, mua nhà. Đến với chúng tôi quý vị nhé, 714-636-2299. Và thứ 6 giờ rồi chúng tôi tham gia tiệc gây quỹ của luật sư Nguyễn Quốc Lân tranh cử vào chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove. Luật sư Nguyễn Quốc Lân 20 năm nay, hơn 20 năm là làm khu học chánh Garden Grove, đôi khi làm chủ tịch của khu học chánh gồm có nhiều thành phố khác nhau. Thì luật sư Lân cũng không muốn tham chánh chỉ thích về giáo dục thôi, nhưng mà bạn bè, bà con, cư dân, lãnh vị các vị lãnh đạo tinh thần nói thôi ra đi. Cho nên năm 2024, luật sư Nguyễn Quốc Lân sẽ ra tranh cử chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove, là thành phố mà có đông người Việt Nam nhất của quận Cam, gồm cả 34 thành phố, thưa quý bà con. Thì cái buổi 11 tây vừa rồi, buổi chiều thì gây quỹ, nhưng mà thật sự ra đó, từ đầu đến cuối ít có nói về gây quỹ, mà chỉ nói công việc làm trong vòng mấy chục năm qua. Khi còn là luật sư Nguyễn Quốc, là sinh viên thì là học sinh, luật sư Nguyễn Quốc Lân đã sinh hoạt trong thanh niên sinh viên công giáo, và khi ra luật sư rồi cũng hoạt động tích cực trong giới trẻ công giáo, thưa quý vị. Và luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng là thích về giáo dục, cho nên là ở trong có khi làm chủ tịch hội chủ tịch của khu học chánh Garden Grove, còn nhiều thành phố như là Garden Grove, Westminster, một phần Santana, là nghĩa là nhiều thành phố chứ không phải chỉ có một thành phố mà thôi. Thì cái ngày gây quỹ thứ 6 11 tây tháng 8 quan khách thì chúng tôi nhận thấy có rất nhiều luật sư, cha như luật sư Nguyễn Đình Thắng, luật sư, con luật sư Lê Công Tâm, con gái cũng là luật sư, rồi nhiều luật sư tham gia. Có bác sĩ Trần Việt Cường làm MC, và có đặc biệt có linh mục Nguyễn Văn Chánh, giáo phận Vĩnh Long, được Hội đồng Giám mục Việt Nam cử đi cho đi học ở bên Vatican, học 2 năm và chịu chức Việt Nam 5 năm là 7 năm. Thì ngày đến thăm bà con ở đây và cũng đến đi chúc lành để mà cầu nguyện chúc lành cho luật sư Nguyễn Quốc Lân. Đó là linh mục Nguyễn Văn Chánh đến từ Vatican, nhưng mà người Việt Nam ở bên Việt Nam qua Vatican học rồi đến. Và chúng tôi thấy có sự hiện diện của luật sư Trần Thái Văn, luật sư Lê Công Tâm, và có thể nói là chánh khách đến rất đông, như là thị trưởng Nguyễn Minh Trí là thị trưởng của thành phố Westminster, rồi Amy West, nghị viên thành phố Westminster, và Nam Quang, phó thị trưởng. Và thưa quý đồng hương, đặc biệt là tiến sĩ Đỗ Vinh lên cầm micro nói Đỗ Vinh là người dân chủ, nhưng mà đi ra thắng phiếu làm nghị viên thành phố Garden Grove là được phiếu của Cộng hòa, cho nên trả ơn và yểm trợ luật sư Nguyễn Quốc Lân. Và luật sư Đan Nguyễn là phu nhân của tiến sĩ Đỗ Vinh cũng lên sân khấu cũng nói yểm trợ. Rồi có thể nói hầu hết, hay là Andrew Nguyễn ở khu về đặc khu về ở thành phố Midway City cũng lên nói là yểm trợ luật sư Nguyễn Quốc Lân. Rất nhiều người yểm trợ. Và một người ca sĩ cũng là MC, đó là Oscar, nói là hồi xưa đó ở trong trại tị nạn sắp bị đuổi về Việt Nam rồi, vì không có đủ tiêu chuẩn. Là với hơn nữa, đây thì nạn đóng cửa rồi. Nhưng mà luật sư Nguyễn Quốc Lân tranh đấu cho một số người ở trong trại tị nạn mà qua định cư Hoa Kỳ. Thì Oscar cảm ơn, cho nên Lên cảm ơn. Mà không phải một nhiều người đâu, những người có mặt đều nên cảm ơn trong cái chương trình La Vaz của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Và luật sư Lân thì nói là nhờ luật sư Trần Thái Văn đi lên Quốc hội vận động cho cái chương trình này. Thưa quý bà con, thì từ đầu đến cuối chúng ta đến một buổi buổi gây quỹ mà không nói gây quỹ, mà chỉ nói việc làm của những người nghị viên khu học chánh, những người làm thiện nguyện. Và có một bà cụ cố có người con là linh mục cũng lên là luật sư Lân cũng giúp rất nhiều bên Công giáo, rồi cũng có tín đồ Phật giáo cũng nói luật sư Lân giúp rất nhiều, thưa quý vị. Và có thể nói là gần chót á, gần chấm dứt rồi, có một số người đi về rồi á, thì mới đó có một người đồng hương cho mấy chai rượu để đấu giá. Thì có người mua 500, người mua 300, là chỉ có xíu thôi, không có nói về tiền, không có nói về tranh cử tôi phải cần bao nhiêu tiền, quý vị này kia cầm micro nói việc làm thôi, thì không có nói vụ tiền. Nên mọi người nói ủa lạ quá vậy, sao tôi đi mấy cuộc gây quỹ của Mỹ hay là của những nơi khác người ta vô đầu là nói tiền, còn luật sư Nguyễn Lân không nói tiền sao? Khi có người khác trong giáo chức của Garden Grove nói tại vì luật sư Lân biết ông thắng rồi cho nên ông nói tiền, mà ông cũng không cần tiền. Không biết đúng vậy hay không, chỉ có luật sư Lân mới trả lời cho quý vị mà thôi. Cái đó là ngày thứ 6. Chủ nhật thì chúng tôi có tham gia Hội đồng Hương Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức. Thì ông Đa đó là hội trưởng, có người vợ là nha sĩ để giúp rất nhiều cho học bổng cho những người học sinh ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tính, thưa quý vị. Thì ông Đa ông nói đặc biệt về cái gì? Về cái đặc biệt của Quảng Ngãi là mì Quảng, ai cũng thích mì Quảng hết, thưa quý vị, vui lắm. Rồi có ca, có hát, rồi có người Quảng Ngãi, có người rể Quảng Ngãi, dâu Quảng Ngãi, nói về Quảng Ngãi. Quảng Ngãi có nhiều cái, Quảng Ngãi chẳng nhìn núi Ấn, sông Trà, La Ngà, Thạch Trặn, vân vân. Và cũng về buổi sáng đồng giờ với Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng tổ chức. Thì thưa quý vị, Quảng Ngãi, Quảng Nam có ra những đặc sản rất đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị sau. Bởi vì cái anh Quảng Ngãi nó sẽ tặng cho mấy cái tập san này. Và đồng thời cái ngày đó thì nhà báo Miên Du tại Thư viện Việt Nam có ra mắt quyển Thiên đàng địa giới. Chắc là quý vị đã biết rồi, là số người đến rất là đông. Cái bác sĩ Giao Đinh Hữu, rồi có Nít Úc, rồi có nhiều người lắm. Tập san này được đồng hương rất là trang trọng, bởi vì nói về ngày đầu của Little Sài Gòn thành lập, thưa quý vị. Cái đó là những chuyện vui sinh hoạt trong cộng đồng, mà có cái chuyện này không được vui. Nhưng mà chắc là đa số những vị biết trước rồi, là cảnh sát trưởng của một thành phố Marion ở Kansas City. Kansas City thưa quý vị là chỉ có mấy triệu thôi, mấy triệu người thôi. Mà cái thành phố này Marion nhỏ lắm, có 2.000 người thôi. Mà có một cái tờ báo mà cái người chủ nhiệm tờ báo Mỹ tiếng Anh nha, ngày thứ sáu 11 tây, cảnh sát ào vô trong cái tờ báo, lấy gì, lấy computer, lấy cell phone, rồi ào vô nhà của ông chủ nhiệm nữa. Quý vị nhìn lên thấy ông chủ bút trên tờ báo là với một số sinh hoạt của tờ báo. Quý vị nhìn vào trần mạnh truyền hình thì cái tờ báo này là nếu mà quý vị nhìn thấy, nghe thấy hoặc đọc bài trên 37 cái cơ quan truyền hình của Mỹ đã loan tin mấy bữa nay, là cái tờ báo cảnh sát trưởng, cảnh sát nhào vô xét. Thì không phải nhào vô tờ báo không, mà nhào vô nhà nữa. Cho nên bà cụ đó, bà mẹ của một người ở trong hai người chủ báo, người chủ bút, thì thưa quý vị, bà già sợ quá chết rồi. Quý vị nhìn thấy cái hình đó thì đương nhiên báo chí của Hoa Kỳ, báo New York Times, đài ABC, là tất cả các báo, các đài đã lên án cái vụ này rất là mạnh mẽ từ thứ Sáu tới bây giờ. Và báo ở ngoài quốc, ở bên Âu Châu cũng lên án nặng nề. Nếu mà quý vị lên mà website đó, quý vị đọc, quý vị sẽ thấy là có những chánh án để lên tiếng, luật sư là lên tiếng mạnh mẽ rồi, mà đồng hương cũng lên tiếng. tất cả mọi người sắc dân đều lên án cái hành động của một cảnh sát trưởng mà đem lính, đem cảnh sát tới nhào vào nghe tờ báo là khám xét cũng như xét nhà của vị chủ bút và chủ nhiệm. Thì quý vị thấy chỉ có cái nước Cộng sản mới làm chuyện đó, chứ nước Mỹ này có những người du học ở đây, chúng tôi hỏi ý kiến thì có những người du học ở đây ở Mỹ trên 60 năm cũng chưa bao giờ nghe một cái việc mà cái tờ báo Mỹ mà nhào vô để mà lục soát cái tờ báo. Mà lục soát có gì đâu, computer hả, là cell phone hả, có súng không? Không có thấy nói súng. Có bán cần sa ma túy không? Không thấy. Thì quý vị biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Nhất là bà cụ 98 tuổi vô nhà lục xét, bà sợ quá bà chết. Bà chết, ngày hôm sau bà chết. Thì bây giờ đương nhiên rất nhiều luật sư tình nguyện để ra mà đại diện tờ báo này đi thưa. Thì quý vị biết là báo nào hay là đài truyền hình truyền thông nào cũng có luật sư rồi. Thì quý vị này, cái chuyện này còn nghĩa là còn sôi nổi lắm. Chúng tôi sẽ theo dõi tin tức để tường tình với quý vị. Mà quý vị nghe, quý vị cũng là thấy bực cái mình rồi. Mình trốn Cộng sản mà qua đây làm cái hành động cũng như các nước Cộng sản thì có ai mà không tức đâu. Cho nên là khắp nơi trên thế giới, từ thành thị đến thôn quê, đều là xem cái hành lên án cảnh sát. Cảnh sát đã có một cái hành động mà quá ư không thể tưởng tượng được. Có lẽ là quý khán thính giả của đài 57.3 chắc cũng là cái người nào mà có lòng công bình. Mình đi tị nạn, mình sợ Cộng sản, mà qua đây thấy cái hành động một cái tờ báo mà nhào vô là lục soát, bị lục soát, bị lấy computer, lấy cell phone cá nhân, rồi về nhà chủ bút, chủ báo, chủ nhiệm chủ bút nữa, làm cho bà cụ 98 tuổi chết. Xin quý vị cầu nguyện cho một bà cụ vô tội mà vì cái hành động của cảnh sát bà qua đời. Quý vị nhìn thấy bây giờ chưa chôn nữa. Thành ra người nào mà có lương tâm, người nào mà yêu chuộng công bằng, bác ái, tự do, yêu chuộng luật pháp mà nghe cái hành động này thì làm sao mà không lên án được. Cho nên thưa quý vị, có những người không phải ở tiểu bang Kansas. Tiểu bang Kansas là một tiểu bang rất hiền lành tử tế. Khi mà chúng tôi qua bên đó, ngày thứ Bảy, Chủ nhật không có bán rượu, không có bán bia thưa quý vị. Cho nên không có ai uống bia, uống rượu mà sai mà ra đường bị DUI mà bị cảnh sát bắt, không có. Thành phố này ngộ lắm. Chúng tôi có qua bên Kansas mà hồi mấy chục năm về trước, cũng có qua chừng 3-4 lần, hiền lành tử tế dễ thương. Nhất là những nông trại xanh mướt, mình đi ngang ghé nông trại, cái chủ nông trại mời mình ăn thưa vị. Cho nên là cái hành động này không thể chấp nhận được. Và hiện nay thì cũng có những đoàn thể tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do dân chủ, cho quyền báo chí cũng đã lên tiếng mạnh mẽ rồi. Chúng tôi sẽ theo dõi cái chuyện mà xông vào nhà, xông vào tờ báo, xông vào nhà đi lục soát thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ nếu quý vị muốn bán nhà giao chúng tôi, quý vị muốn mua nhà giao chúng tôi, đến với chúng tôi mua nhà, quý vị cho mướn nhà giao chúng tôi. Hiện nay chúng tôi cũng có nhiều căn nhà đến thị trường cho mướn. Nhưng mà căn nhà 2 tầng lầu mới xây 2022, thành phố Garden Grove cho mướn 4.200, nhiều chỗ đậu xe, 2 gara còn đậu thêm mấy xe nữa, thành phố Garden Grove. Một căn nhà thành phố Westminster, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm cho mướn 3.400, nhận housing ngay góc đường, cỏ cây xanh mướt, dọn nhà ở ngay. Một căn nhà 1 phòng ngủ 1 phòng tắm El Monte cho mướn 1.200. El Monte là một cái thành phố mà kinh tế tốt, trường học cũng tốt nữa, thưa vị, 1.200. Rồi hiện nay cũng có nhiều nhà mà thân chủ giao để chúng tôi cho mướn. Nếu quý vị cần mướn nhà đến chúng tôi, nếu có nhà cần cho mướn quý vị đến chúng tôi quý vị nha. Và bây giờ một người trẻ, agent nhân viên của chúng tôi rất là siêng năng chịu khó mà rất là yêu công bình bác ái, không biết Hòa nghĩ sao mà cảnh sát ào vô nhà người ta, vào tòa soạn rồi về nhà nữa. Mời Hòa nghĩ sao nói vậy. Ở xứ Mỹ mà cô, cái gì cũng có luật pháp cả. Nếu mà mình nói rằng tờ báo đó họ làm sai thì mình phải yêu cầu họ đính chính, họ xin lỗi, chứ đâu có thể nào mình là ập vô rồi lấy máy computer rồi lấy vật dụng của người ta đem đi, rồi về nhà rồi lục soát nhà người ta, rồi là lấy đồ người ta đem đi được. Cái xứ Mỹ này đâu phải là xứ Cộng sản cô. Thành ra cái hành động đó là hành động đáng lên án. Đúng rồi. Dạ vâng. Dạ. Thôi để trở lại cái vấn đề nhà cửa qua cái chương trình Cái Nhà Là Nhà Của Ta hôm nay, thì họ xin giới thiệu đến quý vị một số các cái cơ sở thương mại mà trong văn phòng chúng tôi đã được quý đồng hương ưu ái giao cho rao bán. Có một cái nhà hàng ở thành phố Garden Grove rộng khoảng nhà hàng này có khoảng 60 ghế, rộng khoảng 1.200 square feet ở thành phố Garden Grove, rất gần khu Little Sài Gòn của chúng ta. Và tiền thuê thì tiền thuê phố là 4.800 và giá kêu bán đó là 135.000. Quý vị nào muốn sang một cái nhà hàng ở thành phố Garden Grove rất gần khu Little Sài Gòn của chúng ta thì đây là một cái cơ hội tốt để quý vị làm chủ một cái nhà hàng ở ngay khu Little Sài Gòn của chúng ta. Và có một cái nhà hàng nằm ở trên thành phố Cerritos, ở trên đường Sao với lại freeway 605 ở gần cái Cerritos Mall. Nhà hàng đang đông khách cũng khoảng trên dưới 1.800 square feet. Và nhà hàng này có walk-in cooler, walk-in freezer, một cái bếp dài 16 feet. Và có beer and wine license. Rất quan trọng là beer and wine license, bởi vì lúc này cái license nó có rất là nhiều, thành ra ở trên county nó họ giới hạn cái chuyện đó. Nhà này họ sang lại cái beer and wine license cho mình luôn. Giá bán chỉ có 200.000 thôi. Một cái nhà hàng ở Cerritos, khu đông đúc, 200.000 quý vị. Và một cái hãng chuyên môn làm tương đã có trên thị trường mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, có bán khắp cả nước Mỹ, nhất là các cái cửa tiệm hàng Á Châu. Quý vị vào quý vị sẽ thấy ngay cái lọ tương của người ta. Tương là tương hột để mà về mình pha nấu, chẳng hạn như tương trong này có tương hột, tương gỏi cuốn, tương gừng, tương nem nướng, vân vân. Họ làm từ đậu nành cũng như là những hạt đậu, thành ra nó là tương chay mà vừa làm chay vừa mặn luôn. Cái người chủ họ nói là chỉ có cần khoảng chừng 3-4 người làm việc thôi, họ sẽ bán luôn cả công thức, bán luôn cả cái trademark của người ta, là cái tên bản hiệu của người ta luôn, có cái trademark của nước Mỹ, thành ra họ bán luôn cả cái bản hiệu đó luôn. Giá bán của họ là 195.000 cho một cái hãng làm nước tương. Đó là một số các cơ sở thương mại. Ngoài ra văn phòng chúng tôi cũng có những tiệm nail, tiệm tóc, vân vân. Quý vị nào mà muốn đi xem những cái này hoặc muốn hỏi thêm về những cái cơ sở thương mại thì liên lạc với lại văn phòng chúng tôi. Về vấn đề nhà cửa thì là cuối tuần này văn phòng chúng tôi có open house một số căn nhà. Gần nhất là cái ở ngay thành phố Garden Grove, đường New Hope, cuối đường New Hope, thành phố Garden Grove có một căn townhouse 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm rưỡi, rất là đẹp. Cái căn townhouse này 2 tầng lầu, nhưng mà được một cái là cái gara đó nó dính với cái nhà, nó cách khoảng một cái sân nhỏ, thành ra mình mở cửa gara mình vào cái sân nhỏ rồi mình vào nhà, thành ra rất là tiện lợi và rất là an toàn. Cái khu này cũng rất là đẹp, có tới 2 hồ bơi, và người chủ đã sửa sang bên trong khá nhiều rồi. Giá bán của nó là 600.000. Open house từ 11 giờ đến 2 giờ trưa thứ 7 và Chủ nhật này. Quý vị nào mà muốn đi xem thì nhớ 11 giờ trưa cho đến 2 giờ trưa thì là cái căn này open house. Và cũng một căn khác open house ở thành phố Orange, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà 1.800 square feet khoảng đó. Và cái căn này 2 tầng lầu, nhà rất là đẹp, người chủ tân trang toàn bộ bên trong, và nào là phòng tắm mới rồi bếp mới rồi tủ mới, vân vân. Rất là đẹp, nằm ở ngay khoảng góc đường freeway 55 với lại thành đường Catella, thành phố Orange quý vị. Giá bán của nó là 948.000 cho cái căn nhà này. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm quý vị, 1.741, 1.750 square feet, rất là rộng. Cũng ở Anaheim khoảng đường Bo với lại đường Brookhurst thì cũng có một cái căn condo townhouse khác, cũng sẽ được open house cuối tuần này hoặc là tuần tới. Từ cái căn này đặc biệt là 4 phòng ngủ 3 phòng tắm, condo townhouse mà rất là rộng quý vị, 1.550 square feet khoảng đó. Và căn này cũng đã được tân trang toàn bộ hết trơn rồi. Giá bán nó là 715.000. Quý vị nào muốn đi xem những con căn này mà open house của tuần này thì cứ liên lạc với lại Hoa hoặc liên lạc với lại Văn Phòng, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị để quý vị đi xem những cái căn open house của Văn Phòng chúng tôi list nha. Hoa cũng giới thiệu quý vị một số những căn nhà đất rộng, nếu quý vị nào mà muốn đất rộng, muốn xe ADU thì đây là có khoảng chừng 3-4 căn trong tuần này. Quý vị nào mà muốn thì là chú ý những cái căn này ở thành phố Garden Grove, ở khoảng đường Chapman với lại đường Magnolia, khoảng đó cũng rất gần khu Little Sài Gòn của chúng mình. Đất rộng tới 8 phòng 1 quý vị, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng khoảng 1.200 square feet. Cái nhà này rất là đẹp, người chủ sửa sang rất là kỹ và có một cái hồ cá khoai rất là tốt, có hệ thống bơm nước rất là đẹp, phải nói rằng là professional. Cái hồ bơi rất là đẹp, có hệ thống máy lạnh nữa. Và cái tất cả bên trong là sửa sang rồi, bếp mới, sàn gỗ, vân vân. Giá của nó là 850.000. Một cái căn khác nữa cũng Garden Grove, đất rộng gần 8.800 mấy chục, rất là rộng quý vị. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng khoảng 2.000 square feet. Căn này có máy lạnh mới, có một cái master bedroom. Quan trọng là cái master bedroom, thường thường nhiều người họ muốn là bố mẹ ở riêng một cái master bedroom thì nó tiện lợi hơn, thì cái căn này lý tưởng, mặc dù 3 phòng ngủ, phòng tắm rồi mà có một cái master bedroom, sàn gỗ vân vân, cũng có máy lạnh, cái căn này cũng có máy lạnh luôn. Giá bán giá của nó là 925.000. Và một cái căn khác nữa thành phố Westminster quý vị, 7.800 square feet, rất là rộng. Westminster 7.800 square feet, 3 phòng ngủ, phòng tắm, nhà rộng khoảng 1.001 square feet. Và cái căn này là ngay trung tâm Little Sài Gòn, nằm ngay góc đường nữa. Quý vị có thể đi bộ ra Phước Đồng Thọ được cái căn này, rất là tiện lợi, rất là sạch sẽ. Bởi vì nằm cái góc đường thì nhiều phần quý vị có thể xây được cái ADU rất là dễ dàng. Giá của nó là 900.000 cho cái căn này. Một cái căn khác đúng 7.800 square feet, thành phố Westminster luôn. Nhà 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm quý vị, rất là rộng, người ta sửa sang hết trơn rồi. Rộng tới 1.500 square feet. Và cái căn này cũng có thêm một cái bonus room nữa, có thể là mình nói là 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, cũng nằm ngay góc đường. Hai cái căn Westminster đều nằm cái góc đường cả. Quý vị biết rồi, nằm cái góc đường rất là tiện lợi, mình có 2 cái ngõ, thành ra mình muốn xây ADU thì mình đi vào 2 ngõ rất là dễ dàng. Và cái căn này giá của nó là 940.000. Đó là những cái căn nhà mà đất rộng, cũng như là những cái căn nhà mà Văn Phòng chúng tôi sẽ open house cuối tuần này. Quý vị nào muốn biết thêm chi tiết về những căn nhà này thì liên lạc với Hòa. Số phone của Hòa là 714-622-9988, 714-622-9988. Thưa quý đồng hương, trời nắng mệt quá. Nếu vì mà máy lạnh hư đó thì gọi ngay cho em đi đến sửa máy lạnh cho quý vị nhé. Giá phải chăng 714-585-1475. Và nếu quý vị ở xa về chơi California, mời đến văn phòng của chúng tôi mua sách phong thủy của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, hoặc là Chinh Chiến Điêu Linh, bút ký Chiến Trường của Kiều Mỹ Dương. Người thật, việc thật, nhưng chiến tích lẫy lừng, nhưng trận đánh để đời vẫn còn trong trái tim của người yêu lính, thương lính. Và Qua Cỏ Bên Đường của Kiều Mỹ Duyên là tuyển tập đã xuất bản 5 năm rồi, và được Amazon cho là cái quyển tuyển tập bán chạy nhất trong năm 22 và cho năm sau. Nếu mua ở Amazon thì tới 43 đồng 25 sen, mua ở văn phòng thì rẻ hơn thưa quý vị. Và có cảm nghĩ của 22 người bút viết về Qua Cỏ Bên Đường cũng bán tại Anna Real Estate, Anna Funding. Nếu quý vị cần đến ESRO gọi cô Tammy Nguyễn, ESRO Officer Lucky Team ESRO, điện thoại 714-539-9800. Và cần đến bác sĩ chăm cứu gọi bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777. Bác sĩ Hiện làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy thôi nha quý vị nha. Và nếu có nhà cần bán quý vị giao chúng tôi quảng cáo rần rần rộ rộ trên TV, trên radio để nhà của quý vị hoặc cơ sở thương mại quý vị bán càng sớm càng tốt. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Xin quý vị cầu nguyện cho bà con của mình đang nằm ở viện dưỡng lão, ở nhà bệnh, ở nhà thương sớm hồi phục để sống vui vẻ với người thân yêu của mình. Mọi dịch vụ mua nhà, bán nhà, cho thuê nhà, sang tên nhà cho con của mình, cho người thân, trước đây mình đứng tên giùm, xin gọi cho broker An Nguyễn 714-636-2299, số sale 714-260-5884, email kiều mỹ duyên1@yahoo.com. Xin cảm ơn.